Và chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam xem là ông Park Hang-seo có những sự thay đổi nào ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là ở vị trí thủ môn và ba trung vệ không có sự thay đổi, vẫn là Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. Hai bên cánh vẫn là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng. Có một sự thay đổi vị trí tiền vệ trung tâm khi mà Tuấn Anh bị chấn thương không thể có mặt trận đấu này và đã thay anh là Đức Huy. Trên hàng tấn công bộ ba ngày hôm nay cũng có một sự thay đổi với sự xuất hiện của Tiến Linh thay Công Phượng. Bên cạnh đó vẫn có sự xuất hiện của Quang Hải và Văn Toàn. Trong khi đó thì ngày hôm nay ông sẽ phải đối mặt với huấn luyện viên Park Hang-seo, một vị huấn luyện viên đã từng khiến cho nhiều những người đồng nghiệp khác phải bị mất chức sau những trận thua hay là những kết quả không tốt trước đội tuyển Việt Nam. Hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã được bắt đầu. Chuyển để dứt điểm cắt mặt. Quang Hải dứt điểm. Đánh đầu. 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được mở và đó là Đỗ Duy Mạnh. Và thêm một lần nữa thì một cầu thủ nơi hàng phòng ngự của chúng ta đã lên tiếng. Trận trước là đường truyền của Quế Ngọc Hải để cho Quang Hải ghi bàn. Còn trận này, Quang Hải là người chuyền bóng, Đoàn Văn Hậu đánh đầu rồi sau đó người chuyền điểm cuối cùng là Duy Mạnh. Một pha bóng cho thấy sự lúng túng trong khâu phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Đỗ Duy Mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Pha dàn xếp đá phạt góc rất tốt của cầu thủ Việt Nam. Sai lầm đầu tiên thuộc về Otavio Dutra và cả một pha băng ra lỡ trớn của thủ thành Mohamed Ridho. Và người mắc sai lầm cuối cùng đó là trung vệ đội trưởng Masna thì đã hoán đổi vị trí giữa Rico và Ranani. Chuyền của Lesta Lohu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hùng Dũng, tuyệt vời, penalty, quả đá penalty dành cho đội tuyển Việt Nam và Hùng Dũng đã nhảy múa với trái bóng trong vòng quay của các cầu thủ Indonesia và mang về một cơ hội để giúp chúng ta có được bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Quyết định đã được trọng tài Mohamed Toki đưa ra. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha đột phá dũng mãnh và cực kỳ kỹ thuật của Đỗ Hùng Dũng. Quả penalty là khá rõ, đó là pha phạm lỗi của cầu thủ đội trưởng Basna. Basna tranh chấp rất quyết liệt nhưng không đúng thời điểm và vị trí một chút nào cả. Còn đây là tình huống mà chúng ta thấy được khả năng lấp léo và sự uyển chuyển của Đỗ Hùng Dũng. Pha đi bóng kết hợp rất nhiều yếu tố của cầu thủ tiền vệ Con Thoi, một trong tiền vệ Con Thoi hay nhất cùng đá Việt Nam hiện nay. Một trận đấu thất vọng của trung vệ Basna. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 và người sẽ đứng trước cơ hội này là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải, tỷ số dễ dàng được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trên sân Captain Vita. Giống hệt như cú đá penalty vào lưới Yemen tại Asian Cup. Và thêm một lần nữa thì một cầu thủ đá phòng ngự khác của đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng ở trận đấu ngày hôm nay. Goal for Vietnam by player number 2. Với đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào, có thể được ghi bởi bất cứ cầu thủ nào. Tiền đạo có thể không ghi bàn nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là chúng ta có được bàn thắng và như huấn luyện viên Park Hang-seo nói, quan trọng nhất là quy trình dẫn tới bàn thắng với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chứ không phải là ai ghi bàn. Một màn trình diễn hoàn toàn trái ngược của các cầu thủ phòng ngự hai bên. Basna lắc đầu, còn Quế Ngọc Hải thì rạng rỡ hết mức cùng với các đồng đội của mình. Thêm một trận đấu nữa mà Quế Ngọc Hải tỏa sáng sau khi anh đã có đường kiến tạo ngoạn mục để cho Quang Hải lập công ở trận đấu gặp Malaysia. Đường chuyền dài của Otavio Dutra.
chỉnh của huấn luyện viên Mark Levy. Lutra. Vasna. Evan Dimas. Dilipali được chuyền cho Beto, nhưng Trọng Hoàng đã bó vào phía trong và có một tình huống bọc lót rất chính xác. Đức Huy. Văn Hậu. Đức Huy. Các vị trí trên sân của đội tuyển Việt Nam đang chơi rất mềm mại. Ngày hôm nay thì khi có cơ hội, Đỗ Hùng Dũng lại là một tác nhân gây đột biến bằng những quả đột phá. Trọng Hoàng. Trọng Khê. Vân Toàn. Một pha bóng sở trường của Văn Toàn. Và đó là lý do mà chúng ta thấy anh hối tiếc khi cơ hội đã được mở ra đối với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ số 7, Wawan Pembrianto, sẽ là người vào sân để thay Ramdhani. Pergantian pemain untuk Indonesia. Keluar nomor punggung 18, Sadil Ramdhani. Masuk nomor punggung 7, Wawan Pembrianto. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc. Hai bàn dẫn trước đội tuyển Indonesia là một cách biệt tương đối an toàn. Và chúng ta thấy sự bình thản của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch. Và phát bóng không tốt của thủ thành bên phía Indonesia. Indonesia chỉ đá tốt khi họ chưa để lọt lưới. Nhưng khi đã để cho đối thủ ghi bàn thì rất nhiều những tình huống như vậy có thể xảy ra khi tinh thần của đội này xuống khá nhanh. Ngoài sức mạnh về thể lực và tốc độ thì các cầu thủ Indonesia còn thi đấu dựa rất nhiều vào cảm hứng. Và quả bóng dứt khoát của Antara. Đỗ Hùng Dũng. Quý Ngọc Hải. Rất hay. Không được, vẫn là Văn Toàn. Rất nhanh. Văn Toàn, Đức Huy có thể dứt điểm. Không vào. Đội bóng của chúng ta đang có được những giây phút ngẫu hứng. Những quả phối hợp thật sự là ấn tượng. Trọng Hoàng đã có lỗi từ phía Evan Dimas. Các cổ động viên của chúng ta dù số lượng ít hơn nhưng đang cổ vũ rất cuồng nhiệt cho các cầu thủ. Cũng đang có một tỷ số dẫn trước ở trên khán đài. Nghiêng về phía đội cổ động viên Việt Nam. Và thực ra trước khi trận đấu phải diễn ra thì chúng ta cũng đã đi trước đội chủ nhà một bước. Với việc có mặt ở Bali sớm hơn đội tuyển Indonesia chủ nhà một ngày. Vasna. Đức Huy. Rất quyết liệt và Trọng Hoàng cùng với đồng đội của mình là người chiến thắng. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Tỷ số là 3-0. Rất dễ dàng dành cho Tiến Linh với pha đối mặt vừa rồi. Nhưng công đầu tiên phải kể đến Trọng Hoàng với một pha xử lý đầy nỗ lực và kiến tạo cực kỳ thông minh. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc đếm mà thôi. 1-2 và bây giờ đã là 3 rồi. Tôi nghĩ rằng sau bàn thua này rất có thể đội tuyển Indonesia sẽ sụp đổ.
mới có phút thứ 61 thôi. Khuôn mặt thất thần, tỏ rõ sự thất vọng, chán trường của các cầu thủ Indonesia sau bàn thua thứ 3 vừa rồi. Trọng Hoàng ít phút trước đó đã thực hiện một cú chọc khe cho Văn Toàn và bây giờ anh tiếp tục thực hiện một đường chuyền như vậy dành cho Tiến Linh. Tiến Linh cũng đã có một pha chạy chỗ, pha với Nguyễn Vịnh rất hay. Một lần nữa chúng ta lại khai thác vào điểm yếu, đó là sự chậm chạp của bộ đôi trung vệ Basna và Otavio Dutra bên phía đội tuyển Indonesia. Tiến Linh đã đáp lại sự tin tưởng của thầy Park với một suất đá chính ở trận đấu ngày hôm nay.